Tới đi em à. Sóng chưa nhanh lên nào, xe đợi rồi. Hey yo, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với những màn trôn của Lê Hùng. Ok, như mọi người đã biết ấy, thì hiện tại bây giờ đang là tháng 6 đúng không? Mà một khi đã nhắc đến tháng 6 ấy, thì chắc chắn là anh em không bao giờ có thể quên được những cái ngày hè oi bức, rồi tiếng ve kêu đau hết cả màng nhĩ, đúng không? Chính vì thế, mọi người, nhà nhà, ai ai cũng muốn tìm cho mình một cái địa điểm du lịch nghỉ mát để tránh nóng, đúng không? Và còn lợn mì cũng là một trong những thành phần như thế. Lúc nào cũng kêu mình là: ui anh ơi, mùa hè đến rồi mà tại sao chả cho em đi du lịch ở đâu cả, chả cho em đi đâu check in sống ảo cả. Bạn bè em nó đi du lịch khắp mọi nơi à, thế mà em chả được đi gì cả. Ok, và chính vì cái lời nói đó của lợn mì mà mình đã nảy được ra một cái ý tưởng. Một cái ý tưởng liên quan đến du lịch, và mình sẽ thực hiện đúng nguyện vọng cho con lợn mì xem nhá. Anh em hãy cùng theo dõi cái video này nhá. Let's go. Em giờ đi em à. Giờ đi em. Giờ đi. Giờ đi. Em có muốn đi du lịch không? Không. Em có muốn được đi sống ảo check in không? Thật á? Anh chui vào đây anh gọi em dậy, anh còn phải nói đùa em chắc. Du lịch thật á? Ừ, dậy đi, dậy. Đấy, nhắc đến du lịch cái mới dậy à? Đi đâu? Đi đâu, em không cần biết. Anh có một cái địa điểm cực kỳ hấp dẫn luôn, đẹp như bên Hàn Quốc luôn. Nhưng mà đi đâu mà lại có chỗ như Hàn Quốc á? Đẹp lắm. Thời đi ở trong nước thôi nhưng mà nó đẹp mướt luôn. Đi luôn, anh sẽ phải chụp ảnh cho em. Được. Em sẽ có tất nhiên ảnh sống ảo. Thế được đi du lịch rồi, được đi du lịch rồi. Nhưng mà anh ơi, chẳng có gì để mặc cả. Em toàn kiểu đồ sô quạc thôi. Sô quạc thì bây giờ đi mua, mấy ngày nữa mới đi cơ mà. Bây giờ đi mua cũng được. Bây giờ đi mua à? Ừ. Bây giờ luôn à? Ừ. Anh nhìn ngoài trời đi. Thấy chưa? Nắng ơi là nắng ấy. Nắng lắm. Thế thì thôi, không cần quần áo nữa. Nghĩa là phải mua chứ, phải có quần áo thì mới sống ảo được chứ. Thế thôi mua trên mạng cũng được, lên Shopee mua cũng được em. Lên Shopee à? Ừ, lên Shopee chọn đồ luôn cho nhanh chuyến. Ờ, cũng được. Anh sẽ lên Shopee anh chọn đồ cho em. Được, luôn, điện thoại ở đâu? Ê này. Được, vào Shopee. Đi shopping. Rồi vào Shopee á, phải check xem là bây giờ có cái chương trình gì không đã. Bởi vì Shopee những cái đợt này rất hay giảm giá. Giảm giá, anh kiếm xem có giảm giá quần áo không? Thời trang ấy. Free ship trang. Ở đây. Shopee Fashion Week. Rồi, tuần lễ thời trang luôn. Chuẩn đấy. Ui, em ơi, giảm giá 50% em ạ. Mà nó có khung giờ flash sale cơ. Đây đây, 0 giờ này. Rồi 12 giờ này, 21 giờ này. 0 giờ là deal độc quyền, 12 giờ là giảm nửa giá, còn 21 giờ là giảm 50% thương hiệu. Thương hiệu nổi tiếng là được giảm 50% ấy. Ủa, nhiều vậy. Thế em tìm một cái thương hiệu nào bán đồ bánh bèo đi em. Đồ bánh bèo. À đây này này này. Đây. Đấy. À. Ừ. Ui, giảm giá nhiều vậy. Giảm giá 50% này. Ồ, chọn nhanh em nhé. Thử cái đầu tiên này đi, cái đầu tiên này được free ship mà. Này nhưng mà liệu nó có hợp với em nhỉ? Hợp đấy. Lên ảnh đẹp còn được đúng không? Đúng rồi. Sống ảo mà. Làm cả nha. Được. Thêm vào giỏ hàng đi. Size M đúng không? Đúng rồi. Thêm vào giỏ hàng một chiếc. Cái nữa. Đây, cái này giảm 40% màu xanh này được không em? Được, trông cũng tươi mát đấy. Được. Được, được lấy cái này. Đây, nữa đi xem nào. Đây, cái này xinh này. Đây à? Ừ. Ui, nó có nhiều màu. Ê, màu trắng. Màu trắng. Thêm vào giỏ hàng nha. Vâng, đúng rồi. Ok. Mua luôn. Để em lấy mã free ship nữa. Lại còn mã free ship nữa. Vâng. Đây, đi vận chuyển. Đúng rồi. Ok. Mua hàng. Mua hàng. Xong. Thấy chưa? Đấy, được giảm giá vận chuyển luôn. À đúng rồi em ạ. Quên mất, còn có cả săn sale bộ sưu tập thời trang 6k nữa. 6.000 á? Ừ. Thôi nhưng mà em đặt mất rồi. Anh nghĩ là để lúc khác đặt tiếp. Mà em thấy cũng rẻ lắm rồi. Phải đặt nhanh rồi đi du lịch chứ. Ừ, được. Em ơi, hàng về rồi. Đẹp không? Cái này là guốc à? Cái này là quần áo. Khui.
Ôi, xinh chưa? Anh không nhớ là hôm trước anh đặt cho em cái gì luôn ấy. Nhưng mà bây giờ mình nhớ rồi. Xinh chưa? Đấy, xinh chưa? Ôi, xinh vãi. Được đấy. Xinh nhờ? Ừ. Kiểu rất hợp để chụp ảnh sống ảo luôn. Trông nó còn đẹp hơn trong ảnh đấy anh ạ. Không biết là em mặc cái đồ bánh bèo này có hợp không? Em nghĩ là chắc là cũng hợp thôi. Nhưng mà tại vì em chưa mặc bao giờ. Ui, xinh quá trời ơi. Đây, em đi cho anh xem. Rồi, quý luôn. Đi xếp vào ly, đi xếp vào ly. Để mai đi chơi thôi. Em ơi. Xong chưa, nhanh lên nào, xe đợi rồi. Đây, anh thấy là bánh bèo chưa? Đẹp đấy, em ạ. Chứng tỏ trông em cũng hợp với style bánh bèo đúng không? Đúng. Thôi nhanh lên em, xe người ta đợi rồi. Đi thôi. Xuống đây. Xuống đây á. Tao trong này chụp ảnh một tí em. Trong này đẹp cực luôn ấy. Kịp không? Kịp. Vào thoải mái đi. Vào chụp ảnh thoải mái đi em ạ. Được. Đi. Xong rồi mới ra sân bay cái gì? Thì em cứ vào chụp ảnh đã. Được. Đây đi điện này. Còn lợn mì vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra mọi người ạ. Em à? Dạ. Đi nhanh lên. Lên đây cảnh đẹp lắm. Em cũng muốn giới thiệu mọi người là hôm nay chúng mình sẽ đi đâu không? Hôm nay á? Hôm nay chúng mình đi đâu? Em anh chưa biết đi đâu à? Thì anh cho em đi mà. Đây, bây giờ chúng ta sẽ vào đây check in sống ảo. Check in sống ảo á? Sao chúng mình đi đâu? Mọi người thấy đẹp chưa? Đấy, khung cảnh ở xung quanh này rất là đẹp, lãng mạn và trữ tình. Trời ơi, mọi người có biết là rất lâu rồi mình mới được đi du lịch không? Tại vì mọi người có biết là vừa dịch đấy. Thế là mình không đi đâu cả, em bây giờ cảm rất là háo hức. Trời ơi. Em thì... đứng đây đi, đứng đây. Ấy, xem gì? Có đầm sen đây nè. Đứng đây anh chụp cho em một pô ảnh luôn. Nhanh đi, nóng lắm rồi, nhanh lên còn ra sân bay nè. Nhanh lên. Nào, chụp nha. 3 2 1. Ồ, đẹp đấy. 3 2 1. Được đấy. Úi giời ơi, tuyệt vời luôn. Chưa, nhanh lên nào, muộn giờ. Chúng mình cứ đi tìm một số chỗ đẹp đẹp rồi chụp ảnh tiếp đi. Chụp nữa có kịp không? Kịp. Thì nhanh lên. Đấy, chỗ này lại chỗ cảnh đẹp tiếp rồi em ạ. Đây là quả cầu ánh sao nhá. Nhanh. Nào. Thôi em cho em vỏ vali ra đi cho nó đẹp. Thôi kéo vali mới đẹp em ạ. Kéo vali nó mới giống đi du lịch chứ. 3, 2, 1. Úi giời. 3, 2, 1. Đúng rồi. 3, 2, 1. Trời ơi, em ơi đẹp lắm. Ui, đẹp vãi em ạ. Được. Xem ảnh không? Có xem. Này. Ui. Ừ. Đẹp chưa? Ui. Trời ơi, em lại xinh thế này. Xinh. Giống bên Hàn Quốc chưa? Giống. Đẹp không? Trời. Còn giống bên Singapore nữa cơ chứ không phải Hàn Quốc đâu. Ảo tung chảo luôn. Ui, đẹp vãi. Thôi rồi, thôi đi thôi nhanh ra sân bay không muốn nhanh em. Đi đâu em? Đi ra sân bay đi du lịch chứ đâu? Đi du lịch gì? Thì đi du lịch, đi ra sân bay đi du lịch. Điên à, xong rồi, đi về thôi. Đi về điên à, anh bảo anh cho em đi du lịch mà. Xong rồi, đi về thôi. Thì rõ ràng anh bảo là anh đi du lịch cái chỗ nào đẹp như Hàn Quốc ấy thầy. Anh bảo là đến cái nơi đẹp như Hàn Quốc để chụp ảnh sống ảo đi du lịch. Đấy. Thì rõ ràng mới là đi chỗ du này, lịch mà. Chỗ này đẹp chưa? Chỗ này đẹp như Hàn Quốc chưa? Đẹp như bên Sing luôn ấy. Không, nhưng mà đây có phải đi du lịch đâu. Đi du lịch còn gì nữa, vali đây. Ờ, thế sao anh bảo là mua đồ đi 2 ngày, mỗi ngày một bộ váy đi, một bộ mang một bộ thầy. Anh bảo là đi chụp ảnh sống ảo thì tức là em phải mang 2 bộ đi để em chụp thành 2 bộ để em up lên Facebook, người ta tưởng em đi 2 ngày. Không, đi du lịch cơ. Không, đi du lịch cơ. Đi du lịch cơ, đi du lịch cơ. Thôi em ơi, đứng dậy đi. Về thôi, trời nắng lắm rồi. Không, đi du lịch cơ. Trời nắng lắm rồi. Không, về đâu. Đi du lịch cơ. Thôi đi về đi. Đi về thôi em ạ.
anh em thấy mình chôn con lợn đi quả này hơi quá không? Nó tức mình, nó bỏ mình rồi. Em ơi, đợi anh đi cùng. Anh đi du lịch cùng. Em ơi, đợi anh à. Đợi. Bây giờ mình mới nhận ra một điều là mình chôn con lợn mi hơi ác mọi người. Mình đánh thẳng vào tâm lý hơi căng. Làm con bé chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cách đây mấy ngày rồi, chuẩn bị đồ đạc này, sẵn sàng tinh thần để đi du lịch rồi, xong cuối cùng đi ra công viên để chụp hình. Mình biết là con lợn mi đang tức mình lắm ấy, nhưng mà không sao, đã gọi là video chôn mà đúng không, nó phải căng thẳng kịch tính tức giận chứ đúng không. Nếu anh em nào không ghét mình video này ấy, thì nhớ cho mình một like, một subscribe nha. Ok, và bây giờ thì bye bye.